nhật thứ hai phục sinh. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. Bình an. Kết thúc sứ điệp phục sinh năm 2023, trong tâm tình khẩn cầu cùng Đức Giêsu và với ánh mắt hướng về hàng trăm ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco lặp lại cách chậm rãi 3 lần liên tiếp lời mà Đấng phục sinh ngỏ cùng các môn đệ: "Bình an cho anh em." Tường thuật theo Tin mừng của Thánh Gioan thực sự ghi lại lời chào 3 lần như một của Đấng phục sinh dành cho các môn đệ trong những lần hiện ra của Người. Lần đầu tiên là vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, khi các môn đệ đang tụ họp tại một nơi với các cửa đóng kín vì sợ người Do Thái. Đức Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông. Những lời đầu tiên của Người là: "Bình an cho anh em." Với lời chào này, cùng việc cho xem những vết thương nơi tay và cạnh sườn, Đấng phục sinh đưa các môn đệ từ nỗi sợ hãi sang niềm vui vì được thấy Chúa. Cũng trong ngày hôm ấy, trước khi tín thác cho các môn đệ sứ mạng Chúa Cha đã trao, Đức Giêsu không ngại lặp lại: "Bình an cho anh em." Chính lời chúc cùng việc thổi hơi ban Thánh Thần của Người đã thông truyền cho các môn đệ năng quyền tháo cởi và cầm giữ tội. Lời chào "bình an cho anh em" được lặp lại lần thứ 3 vào 8 ngày sau đó, khi nhóm các môn đệ kinh nghiệm sự bất an. Bất an của những ai đã nghe, đã thấy mà không thể làm cho Tôma tin. Bất an của cả Tôma vì muốn thấy, muốn chạm để tin. Với cùng một phong thái uy nghi, Đức Giêsu đến, đứng giữa, hướng về tất cả với những lời thân quen: "Bình an cho anh em." Bình an cho những người đã thấy, đã tin. Bình an trên hết cho những ai
không thấy mà tin. Lạy Chúa Giêsu, trước khi bước vào hành trình khổ nạn và tử nạn, Chúa đã nói với các môn đệ: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Rồi trước khi các môn đệ bị phân tán mỗi người mỗi ngã, để Chúa cô độc một mình, Chúa đã báo trước: Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Chúng con xin tạ ơn Chúa vì ơn bình an Chúa thông ban cho chúng con như di sản thiêng liêng của mầu nhiệm nhập thể và như tinh hoa đầu tiên của mầu nhiệm vượt qua.